chào quý ông bà, anh chị em và các bạn đến với kênh Phố Bô Sa Cà Mê. Mời quý ông bà, anh chị em và các bạn cùng Phố Bô Sa Cà Mê khám phá chợ trời ở Mỹ. Ok. Bán những gì nha. Ok, let's go. Mới ăn rồi. Cake gì? Mới ăn rồi. À, chỗ bán này nó nhỏ nữa. Chỗ bán bánh Osushimo. Đây, bánh cây nè. Nó mấy cây quá trời luôn. Năm đồng một cây. Nhiều bông đẹp lắm. 4 đồng. Đẹp ha. Coi rồi, coi nó đi nó mặc nè. Trời lạnh mà mặc vậy á. Đi đi đi. Let's go. No. You don't know how. No, you don't know how. Nghe chưa? Wow. Pha đồ pha cà phê, nấu nước. Hand scissor, chúc for $1. Cái này 5 đồng 6 cái. Cái gỗ này giống Việt Nam không các bạn? Chờ chờ giống Việt Nam không? Rổ kìa. Mẹ có rổ hả? Không có rổ rồi đi. Ở đây nó có bán giải nè. À, thấy giải không? Giải nhiều màu ha. Ờ, có giải thun chứ. Nó đủ giải ha, đủ màu giải hết á. Màu xanh làm string string. Nó nhiều lắm mẹ ơi. À, chỗ này nó bán nguyên ly nữa mà. Really, để đi du lịch. Kiến. Kiến nè. Đồng hồ. Okay. Chip, chip, chip. Hello. Where the chip? Ok. Đây, đó, quần áo 3 cái 10 đồng. Và cái 10 đồng dài. Wow, lại đồ chơi, con có nhà đâu, nhiều đồ chơi nhà rồi. Yeah, cool stuff. Ở đây bán đầy đủ đàn, chơi phố, everything. À, cần câu đấy. Ở đây bán giày, dép, quần, áo, giải. Nó bán đầy đủ nha các bạn. Ở đây thì có đây 2 nhân 5 là sao không biết. 2 nhân 5 chắc 2 cái 5 đồng á. Mang nghe nè. Vỏ xe set ready. Ở đây nó có bán sách vở, book, sách nè các bạn, sách để học, sách cho baby, có phim, phim, sách, bên đây có quần áo, bán nữ trang. Quần áo nữ trang. Where mama? Hold my hand. Where mama? Mama đi đâu rồi? Nắm nắm tay ba nè. Ờ, ok mama ở đây. Ok. Để đi câu qua coi nữ trang. Lạnh hả? Con muốn cái gì? Đó, thì đây là một cái giải nó bán vậy đó các bạn, có gì mình đi thêm giải nữa nha. Ô, nút áo này, nó bán nút áo nè.
có đầy đủ loại nút áo hết. Ok, đi vô trong đây. Bán đồ để xe, phone, đồ chạp chứ. Dây đồng hồ. Bên đây nó bán đồ cũ nè. Cưa. Mấy cái cưa mấy này kia các bạn. Này để cưa nè. Wow. Chưa có pin. Em chưa có pin. Bán rẻ lắm, nếu mà mua ở đây xài được. Mama. Nó bán đồ đeo cổ. Quần áo, xe đẹp, xe đạp, nắm tay, xe đẹp, lên kênh, quần áo dày, wow, dày. Quá trời dài luôn. Đây bán nhiều đồ, cái muốn gì ra trời nó cũng nhiều đồ cũng, nhưng mà trước khi mua các bạn cũng phải check out trên Amazon trước, coi cái nào nó rẻ nó mắc hơn. Wow, chỗ đây cũng bán máy in. Audio accessory. Wow, bán sửa phone, iPhone, keyphone, bán đồ phone này, keyphone. Oppo 12 đồng hả? 12 đồng. Wow, đồ lính nè các bạn. Lính nhảy dù. Ok. Áo jacket. Xe đạp. Ở đây bán đầy đủ ha. Đi ra chơi trời mua. Dùng skateboard, motorcycle nhỏ thì skill này đều phát điện, keyboard, đồ chơi, nó đi mua giờ nó bán mấy đồ cũ gì con. Cái đó hả? Ok, đồ chơi nè. Thôi. Cái con nó vui không? Con đó con phải có cái chỗ thả vô con máy nó ấy đó con á. Thấy rồi chơi rồi. Đi con đi đi. Lẹ đi mình đi một vòng đó mình coi có lại bên kia có trái cây không? Ở đây bán bao tay. Bao tay đen, bao tay trắng, bao tay quá trời. Đầy đủ loại bao tay luôn. Pin, battery. Pin. Ra đây mua pin nó rẻ hơn. Đi đi. Wow, bán ổ chừa, ổ khóa luôn. Này là chiên về. Đây, dàn trái cây. Ở đây nó có bán trái cây. Baby. Bán ổ quá. Bán đồng này. Giờ đâu ai nghe nữa đâu. Nghe cái gì đánh lên mạng nghe. Máy cắt cỏ. Này.
này bán quá cho đồ cũ luôn rồi. Đồ kìm mỏ lết cưa còn đồ cũ không đó, máy cắt cỏ đó, cái này là bán đồ lụng dụng lọc vặt nè, lọc vặt nè. Cây tiếp có cây quần áo bóp xương móng tay đồ chơi dây iPhone mang chỗ này tai nghe Ustadus người về chưa toilet, này đồ ăn, này đồ chơi, wow, này đồ chơi, what, run nào? Yêu cái ông này nè. Ngắm tay nha, con bỏ tay ra được. Đây. À, ở đây nè, ăn dài xuống dưới đó đó các bạn thấy không? Ăn dài. Đó nó tuốt ở dưới á. Dạ tới đây nè, nó từ đây mà dạ. Nó thằng hai mẹ con đi trước rồi. Trong Home Depot này, con này nhỏ. Ô bản ký cái cửa sổ kín. Gia dụng kéo. Về đồ móng. Bán về đồ móng tay nè, viết, dũa, đó hai mẹ con đi trước. Hả? Dạ, không. Đầy mỗi lần giặt nó còn đầy quá trời luôn. Mấy bonsai. Wow, bonsai bông giấy kìa. Bonsai á. Cái bông giấy đó. Nó làm cái chậu á. Cái bonsai. Có cái gì đặng phải nhiều cái bonsai bông giấy ha. Hay thiệt, làm hay thiệt. Ok đi tiếp. Rồi ở đây nó bán mấy cái chậu để trồng cây nhỏ đó các bạn. Đồng chậu nè là để trồng mấy này nè. Đó, trồng mấy hoa này. Wow, so cute, nhỏ nhưng mà so cute. Bonsai đây nhiều. Cái này no. Ok. Anh nhớ là ở chỗ nắm tay ba nè.
À, ở đây đó là ú, đây nó bán mấy cái cây nhỏ 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 này để cửa sổ, để cửa sổ được rồi. Là bác à, cái lồng đèn. Ok, đi lại ngay chỗ đây. Oh, cái cassette. Quần áo đồng, chổi ở đây nó bán. Chổi, nói chung cho trời này nó bán đầy đủ hết các bạn. Quần áo. Bán quần áo. Ông ở chợ trời Golden West này á, chỗ nào nó cũng á. À, chán quá không có coi thôi sợ. Thôi nhà quá trời, mẹ chầm Green lên ra không? Ok, ở đây nè, nó bán tiếp nè các bạn, nón. Đồng hồ cũ, mấy nhẫn cũ. Giày dép. Chơi nữa nè. Rồi, quần áo, đồng hồ. Wow, mua được cái xe gì? Cái này gì ta? Rồi, xe để ngồi chạy cái gì? Ở phía bên đây thì cưa mấy đồ mới. Không phải mới đâu các bạn, nhưng mà cái đồ chắc nó mua cái đồ return lại á, đem ra đây nó bán. Đó. Mấy đồ nó đi mua nè, lặt vặt về nó bán nè. Mấy cái máy nhà nó mua lặt vặt về nó bán. You have a lot at home. Well, you have no more room to put it in. Okay. Đây đây nó bán bóp, nó bán đủ thứ. Xe lửa, trend. À, bán quạt. Quạt kìa. Cái quạt nhỏ nhỏ. À, chỗ này là xe đồ ăn của mẹ, cái chợ đồ ăn của mẹ. À, đồ mẹ. Quẹo ra, quẹo ra. Má má quẹo ra. Quẹo ra cái vòng tới nữa, tới cái cây đó. Wow, bán đồ chơi. Đó, nó lộn mấy cái, à, đi à, ngay chỗ mấy cái garage sale á, rồi mình mua, nên ra đây bán. Rồi có nhiều khi mới đi ra đây thì mấy người này mua lại để người ta bán lại á. Dây sạc phone, để phone đầy đủ không? Đó là sale. Đó, giờ mẹ con đó đang đi. Vậy muốn cái gì? Mẹ con nó cứ đi. Ok thì
lâu rồi, không vợ chồng có đi chung đi chơi trời. Nhờ đi cho biết. Chơi trời ở đây. Nếu như khi mẹ nó không ấy, mẹ nó chạy đi chơi trời. Chơi. Ở đây thì không có mua gì. Mua mấy con chó. Mấy cái chơi. Con này nè, con này mới thiệt nè. Đó, that's the real one right here. Đó. Đó. Puppy, the real one. Song, diamond, mấy cái jewelry. Song ở đây không biết dám xài không. Quần áo, xà bông. Okay. Bán đầy đủ đồ sà bông cục đô sơn lau nhà về nhà chùi kiến xe kê cái lồng chim. Lồng để nuôi chim nè. Wow, lồng bự không? Ừ. Đây có nhà mà có đằng sau mới. Cái này bỏ baby vô để đeo ở sau lưng. Không có thì mình ẩm nè, giống như mình ẩm nó nè. Ở đây trước rồi. Ok, bây giờ tới gian hàng trái cây nha các bạn. Gian hàng trái cây. Đây. Gian hàng trái cây. Khóm 4 đồng một trái. Orange 1 đồng 1 pound. Rồi. Mama. Avocado, mango, orange, strawberry, 2 đồng, 3 đồng, 1 đồng, 6 đồng. Wow, tam này ra từ á hả? Bán đầy đủ luôn ha. Mình có cái này ăn đây. Đậu phộng. Cái gì vậy? Mày mua gì vậy? Mày mua gì vậy? Đậu phộng, đậu phộng hả? Luộc chưa? Này nó rang nhưng mà. Nó rang hả? Đậu phộng rang hả? À. Ăn thử chưa? Chưa. Để nấu đi. Hả? Để nấu đi. Thử coi. Đậu phộng ở nhà. Ok. Đây. Mẹ thử nè. Nó sẽ đã. Làm gì ngay đây đi đông chứ vậy? À. Ok. Oh. The real one. Được cái xe chở đi. Oh, the toys. Oh, thôi xui, yeah, vô xin xe đẩy con có rồi. What? Đúng, ở đây nè. Đầy đủ luôn. À, mấy cái chim tố nhưng mà. Rồi, mua ở đây. Biết được. Xe đạp. Bán đồ. Good money luôn.
nó bán này đầy đủ là lò máy món này đủ à. Dưới này là có ly giờ thú không à, thấy có niệm luôn nè, thấy có niệm luôn, có niệm luôn. Nè, nguyên cái giường luôn đó nha. Đây nó bán giường luôn. Cái gì con? Ok, bây giờ ra đi về nè. Nó bắt cổng nó đi nè. Đi qua mạc, ok, đi qua mạc, giờ đi ra, đi qua mạc. Ok, bây giờ đang trên đường đi ra, các bạn ơi. À, giờ nó bắt cổng nó vậy nè. Bắt cổng nó vậy đó. À, cái nào cổng nè. Cổng nè. Bây giờ đi. Chưa mê cổng đi nè. Wow, nhìn nhìn lên đây xe 2 kìa, nhìn lên camera kìa. Ok, giờ mình đi qua mặt nha, mình đi ra đi vòng đi qua mặt nha. Ok, đi qua mặt. Giờ đang đi. Bây giờ đang lên đường đi ra các bạn ơi. Ra để đi về thôi. Để đi qua mặt đó. Đi về. Mình đi ra để mình đi qua mặt. Đi một vòng. Chờ. Oh, the big one. The big one. Oh. Ok, xuống đi bộ nha. Ok. À, xuống đi bộ mà bơi bơi gì. Ok, xuống nha. Ok, bây giờ nè. Đây nè, nhìn đây nè. Ok. Đó. Giờ hai chồng đi ra đi về. Đi vòng rồi mệt rồi. Cũng như exercise. Mua gì mua được bịch đậu thôi. Bây giờ nó muốn rồi đi về. Đi về để mua. Đi qua mà. Thì nghe đây bắn cây nãy đầu tiên mình vô đó. Mày không thấy. Ok các bạn ơi, tới đây chắc mình bye bye nha. Tới đây mình hẹn gặp lại các bạn sau nha. Tới đây mình xin dừng bye bye nè. Nè xe bay. Ok mẹ đâu, mama đâu, mama vô luôn, bye bye. Bye bye các bạn đi. Ok các bạn ơi, bây giờ là trên đường đi ra xe nè các bạn. Thì hai chồng mình đã dạo một vòng trời trời. Sáng hôm nay thì trời mát, thấy chuyện mưa nhưng mà cũng không có mưa. Thì đi một vòng cái có gì để mua không á. Nhưng mà cũng không có gì mua hết. Giờ hai chồng đi về để
đi qua mạc. À, thằng nhóc thì đi vô tới đó là rồi mua đồ chơi thôi, nhưng mà ở nhà đồ chơi bây giờ không có chỗ mà để luôn á. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ ủng hộ bằng cách là bấm subscribe, like và chia sẻ video ha. Ok, cảm ơn các bạn nhiều, chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. Ok. Ok, bye bye. I love you. Bye bye.